Bên cạnh ý tưởng những chiếc xe bus độc đáo của tương lai, Dahi Insight cũng giới thiệu concept xe cứu hỏa có thể dễ dàng di chuyển qua những đoạn đường ách tắc bằng cơ chế chuyển đổi đặc biệt. Bên trong chiếc xe cứu hỏa này là một chiếc máy bay không người lái 20 cánh quạt. Chiếc xe khổng lồ này có thể đưa lính cứu hỏa lên cao và dập tắt đám cháy trên những tòa nhà cao tầng. Có thể nói đây là những ý tưởng độc đáo sẽ giúp chấm dứt hoàn toàn vấn đề tắc đường tại các thành phố lớn trên thế giới và giúp cứu sống rất nhiều người bị mắc kẹt trong những vụ cháy nhà cao tầng. Tuy nhiên chưa biết đến bao giờ thì ý tưởng độc đáo này mới trở thành hiện thực.